Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Ca sĩ Hải Ngoại Như Quỳnh sau đổ vỡ tình cảm, chị lấy lại niềm tin cuộc sống khi hẹn hò một thạc sĩ dạy toán ở Mỹ. Cũng như nhiều ca sĩ Việt tại Mỹ, do dịch, tôi gặp khó khăn khi đi hát. Covid-19 khiến cuộc sống của tôi bên đấy nhiều áp lực, thấy chút tù túng, không được đi đâu tôi hầu như chỉ ở nhà nấu ăn thu âm anh ấy là giáo sư toán rất khó tính nếu anh nung chiều quá tôi sẽ hư cười anh am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống kể cả nghệ thuật hiện mỗi lần chọn bài thu âm hay đi diễn tôi đều hỏi ý kiến anh anh làm cho tôi có động lực chăm sóc bản thân hơn trước đây tôi không quan tâm vẻ ngoài ví dụ chuyện dưỡng da bây giờ tôi chú ý đến nhan sắc của mình biết cách giữ gìn và thấy tự tin yêu đời hơn ngày trước tôi bồng bột thường thả bản thân vào chuyện tình cảm tôi không biết người ta có yêu hay chiều chuộng tôi hay không nên tôi thường ngộ nhận bây giờ tôi chính chắn học theo cách bạn trai nói với tôi yêu người khác như yêu bản thân trải qua nhiều mối tình lần đầu tôi cảm nhận mối quan hệ hiện tại mới là một tình yêu đích thực đầy ý nghĩa trong cuộc sống của tôi hàng ngày anh đều nhắn tin cho tôi hoặc liên hệ ekip trong nước để sắp xếp mọi lịch trình ăn uống ngủ nghỉ giúp tôi làm việc trong khuôn khổ nhất định với tôi tình yêu nằm trong tim không cần nói nhiều những lần tôi lên sân khấu những bức hình tôi đưa lên mạng xã hội anh đều theo dõi người ta nói xa mà gần gần mà xa là vậy Tôi cũng mong xong công việc và về lại nhà để hát cho anh nghe, nấu cho anh những món ăn tôi chưa từng làm. Cả hai cùng uống trà vào mỗi buổi sáng hay đi du lịch. Tôi đã giới thiệu anh với con gái tôi và cả hai cần thêm thời gian để tạo thiện cảm về nhau. Melody, 14 tuổi, được chồng cũ của tôi chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. Con bé rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và tự lập, là niềm tự hào của tôi hiện tôi thấy cuộc sống của mình viên mãn về mọi mặt sự nghiệp lẫn tình cảm tôi cảm ơn vì ông trời ưu đãi cho tôi được sống lại một lần nữa trong tình yêu như quỳnh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc quảng trị có ba người con cha mẹ chị sau đó đã đưa cả gia đình vào sài gòn sinh sống hồi mới sinh ra chị rất khó nuôi năm lên một tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết dường như kiếp nạn đầu đời này báo trước cuộc đời nhiều sóng gió thăng trầm của cô gái xinh đẹp và tài hoa. Tuổi thơ của Như Quỳnh thiếu vắng bóng dáng người cha. Gia đình chị túng quẫn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn. Cả gia đình túng quẫn đến mức nhiều lúc mẹ chị có ý định mua thuốc chuột đổ vào trong cháo cho bốn mẹ con ăn để chết đi cho rồi. Bởi vậy, ký ức tuổi thơ của chị là nỗi buồn canh cánh và thiếu thốn những niềm vui. Cũng giống như mẹ, như Quỳnh có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn. Khi làm việc tại một trung tâm thiếu nhi, như Quỳnh đã học lỏ một chút từ các giáo viên dạy thanh nhạc tại đây. Không được học hành bài bản nhưng với giọng hát đẹp, trời phú và năng khiếu âm nhạc, chị đã chiến thắng giải đặc biệt với điểm số tuyệt đối tại cuộc thi tiếng hát truyền hình. Điều mà đến bây giờ vẫn chưa ai làm được bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời như quỳnh có lẽ là lúc chị sang mỹ với giọng hát ngọt ngào như quỳnh là giọng ca hải ngoại được yêu thích và săn đón thành công vang dội trong âm nhạc nhưng tình yêu lại tỷ lệ nghịch bao nhiêu người mếm mộ nhưng tuổi xuân của như quỳnh trôi trong lặng lẽ chị vẫn đi về lẻ bóng trong khi bạn bè trang lứa đã yên bề ra thất nhiều người thắc mắc sao chị xinh đẹp thế hát hay thế mà vẫn một mình phải chăng vì chị quá kén chọn và cuối cùng duyên nợ thực sự chỉ đến khi chị đã có tuổi mọi người đã rất ngạc nhiên khi một ngày như quỳnh thông báo rằng mình đã mang thai và cha đứa bé là một kỹ sư không lưu làm việc tại mỹ tôi lập gia đình muộn vẫn hy vọng là mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẹn tròn tuy nhiên chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp nhau nói thật do tôi quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Hiện tại, tôi có động lực là con gái Melody, con chính là món quà mà cuộc sống ban tặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại